Thưa quý vị, tối mùng 4 tháng 5, xe khách dừng nằm của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hà Sơn, Hải Vân di chuyển theo hướng Lào Cai, Hà Nội, trên cao tốc nội bài Lào Cai, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, bất ngờ bị cháy. Tài xế nhanh chóng đỗ vào ven đường, mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài an toàn. Một nhân chứng cho biết, xe đang chạy thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phía đuôi, tài xế phanh gấp, sau đó đánh xe vào làn khẩn cấp, mở cửa cho hành khách trên xe chạy ra. Đơn vị quản lý khai thác cao tốc sau đó phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn huyện Bảo Thắng đưa phương tiện đến chữa cháy và phân luồng giao thông. 21 giờ đám cháy được dập tắt nhưng xe khách đã cháy trơ khung. Sau vụ cháy, một số hành khách đã bắt xe khách khác để về Hà Nội. Nhà xe Hà Sơn Hải Vân cũng gửi một xe đưa những hành khách còn lại tiếp tục hành trình.